xuân trên trà mời nhau, gió cười hoa xuân trên trà mời nhau. Để anh sẽ đáp lên cho dù rằng vẫn tiến qua cầu gió bay. Gió em đừng hâm bay, gió em đừng nhẹ nhàng. Đừng đau chữ thân đừng thân ngó qua, đừng cầu người người. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Nhưng mà quý vị thưởng thức với bài nhảy trong một ngày. Chúc mừng cha mẹ nghĩa tình bền vững tựa im thương.
đầy ắp ý yêu thương, cháu con như một vườn hồng ý ngát hương. Suốt đời con ghi nhớ công ơn như Thái Sơn, như mạch nước trong nguồn. Cuộc đời mẹ cha là gương sáng cho đàn con cháu nâng ly con kính mẹ, mạnh khỏe sống vui cùng con cháu, bách niên dài lão ý với sơn hương. Như là sự tin tưởng của gia đình của Nguyễn Tuấn Định, cho phép Đăng Dương là MC chương trình xin được gửi lời chào trân trọng, lời chúc sức khỏe và chúc mừng năm mới an khang thịnh vượng tới tất cả các vị đi quý cùng toàn thể con liên tiếp cùng ông bà cô bác anh chị và con cháu được ngoại thông gia gần xa của bố. Năm mới an khang thịnh vượng, làm ăn cả may và tiền vào bề tay, gia đình hạnh phúc. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị đã trở về tham dự với chương trình. Và kính thưa các vị đi quý, thưa ông bà cô dì chú bác các anh chị cùng toàn thể thông gia nội ngoại của cụ Nguyễn Thị Định, vừa ngàn người Việt lang thang lặng lòng với đạo hiếu, uống nước nhớ nguồn, ăn quả thì nhớ người trồng cây, kính lão bác thọ mà kính rằng già để tuổi cho. Lễ chúc thọ là sự hiếu thảo của con cháu dành cho cụ bà và là truyền thống tốt đẹp của người Việt Nam ta. Vâng, hôm nay ngày 25 tháng 2 năm 2024, tức ngày 16 tháng 1 năm Giáp Thìn, các con cùng các cháu của cụ long trọng tổ chức lễ mừng thọ cụ Nguyễn Thị Định tuổi 7 năm. Và ngay sau đây, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu và trân trọng kính mời đến cụ Nguyễn Thị Định hãy trở về sân khấu để tổ chức lễ mừng thọ tuổi 75 cho cụ trong buổi chiều hôm nay. Và thưa quý vị, chúng ta hãy dành một tràng pháo tay thật lớn ạ và xin cảm ơn quý vị rất nhiều và trân trọng kính mời cô. Và xin mời các con cháu cô hãy cho chiếc ghế lên đây để cho cô ngồi ạ. Dạ vâng, kính thưa quý vị khách quý, xuân về rực rỡ sắc cờ hoa, con cháu mừng vui chúc thọ bà 75 xuân đời còn khỏe mạnh, bách niên hạc độ phúc đề đa, phúc lộc tổ tiên thêm tuổi thọ. Con chọn đạo hiếu, cháu chăm ngoan và anh chị đồng quyên sẽ lên mừng tuổi mẹ và có những món quà ý nghĩa tặng cho mẹ trong ngày đại lễ mừng thọ tuổi 75 của mẹ trong buổi chiều nay, và xin được trân trọng kính mời. Vâng, đây là những món quà ý nghĩa vâng của hai con của mẹ để mừng cho mẹ vâng với một tuổi thêm sức khỏe dồi dào, hạnh phúc an khang. Và tuy nhiên với món quà ý nghĩa để tặng cho mẹ trong buổi chiều nay, và xin mời trân trọng kính mời đến các nhà nhiếp ảnh, chúng ta có những bức ảnh để kỷ niệm cũng như gửi lời chúc mừng năm mới, lời chúc tuổi cho mẹ. Ít đông phương là trân trọng kính mời anh chị Lý Tưởng. À, anh chị Lý Tưởng đi đầu tiên và sau đó là con cháu của anh chị Lý Tưởng sẽ cùng trở về để mừng tuổi cho mẹ, cho bà và cho bố. Và trân trọng kính mời. Và thưa quý vị, chúng ta hãy dành một tràng pháo tay thật lớn nào và xin cảm ơn rất nhiều ạ. Hoặc là có sổ hóa số giúp mừng tuổi cho cô cũng được, mai đây về già cùng lại cho lại thôi. Nhớ là các con các cháu của cô còn nhiều lắm, vì vậy cho nên nhớ nhé, và tất cả tập thể chúng ta hãy cố gắng, các cháu các chị rất hào hứng chuẩn bị nhá. Đấy, mẹ ơi, con mừng tuổi mẹ. Con định tiền, con không đổi được trần tiền đâu, con đổi tiền Tây. Cái phong bì mỏng manh này thôi, thì chắc nó cần đổi được đổi tiền Việt Nam, con tầm 50 triệu. Đâu phong bì đâu, đấy con đây. Con biếu bà, con biếu tư, con biếu bà, con biếu tư. Thì cô ơi. Và sao anh chị có gì là con cháu của anh chị Long Thủy ạ? Vâng, anh chị là mình đây đi ạ. À, có hoa thì anh cứ lấy đi ạ, còn có hoa tặng mẹ thì cứ lấy đi thôi. Hoa chuẩn bị sẵn rồi mà chẳng có. Nhờ anh im quá. Vâng,
vâng anh Trịnh Long Thủy. Vâng, năm 2023 vừa rồi thì anh Trịnh Long Thủy cũng kiếm được mười mấy tỷ. Hôm nay anh chị tặng mẹ với vài chục cây vàng thôi nhà ơi. Đấy, con tặng mẹ nhé, tuổi 15. Mẹ nhớ nhé, 175 tuổi con này tặng mẹ nhiều hơn nữa. Còn bây giờ đây là tuổi 15 thôi. Đây, anh chị Phượng Đạt. Vâng, chân trọng xin mời anh chị Phượng Đạt ạ. Và sau chị Phượng Đạt đó là con và cháu của anh chị Phượng Đạt. Cũng chị mẹ ơi, vợ chồng con năm vừa rồi cũng kiếm được vài tỷ. Ôi, bên Việt Nam người đó đi giày, con cửu thất tiền Tây. Nếu mẹ không dùng được thì mai mẹ gọi vợ chồng con về đổ cho ăn đi. Lúc túi ý lại quên. Đấy, đến nay mà không nói quên ngay. Ý nữa lại quên, nữa lại mang về. Chị, trước tiên lên ra mừng thử mẹ đã. Đấy. Vâng, có quà chứ hay đồng hoa không thứ. Giờ có lúc khó có lúc. Bao nhiêu của mẹ thì cũng là của con. Con cháu của cung thông gia đã trở về với buổi lễ của họ mừng tuổi cho cung của cháu nay. Vừa rồi là tất cả các con của cung. Đó là. Và ngay bây giờ đây thì ban tổ chức lại tiếp tục cho chồng kinh mời. Đó là họ hàng thông gia với con của cung sẽ trở về. Thì ban tổ chức tiếp tục xin được trân trọng giới thiệu. Đó là gia đình Vân Ông Khương Trình. Là khách mời ông bà đến từ thành phố Hà Nội là thông gia với con Đạt Phượng. Là thông gia với con Đạt Phượng đó là ông bà Khương Trình sẽ trở về có món quà để mừng tuổi cho bà trong buổi chiều ngày hôm nay và xin được trân trọng kính mời. Ông bà lên trước đi ạ, con cháu lên sau. Con cháu lên sau, con cháu lên sau. Vâng, để ông bà lên trước đi. Đấy, hai vợ chồng và vâng, ông bà Khương Trình đến từ thành phố Hà Nội là thông gia với con Đạt Phượng. Vâng, mừng tuổi cho bà. Vâng, mừng tuổi cho mẹ. Bó hoa nữa, vâng. Quý vị ơi, quý vị hãy cho một tràng pháo tay thật lớn nữa ạ. Và được trân trọng giới thiệu đó là ông bà Khương Trình đến từ thành phố Hà Nội. Vâng, ông Đượng, ban tổ chức xin lỗi quý vị, đó là ông Đượng. Ông đến từ Chí Linh, Sao Đỏ, Hải Dương. Vâng, ông Đượng. Em lên lầu. Vâng, vâng. Linh mừng tuổi cho chị. Vâng, mừng tuổi cho chị. Đây là bốn anh em. Tối buổi chiều nay mừng tuổi cho cô bảy tuổi mười năm. Xin mời tất cả các anh trở về để mừng tuổi cho cụ đi ạ. Và sau đó diễn ra chương trình tiếp theo sau ạ. Đầu xuân con chúc mừng cha mẹ, nghĩa tình bền vững tượng kim cương. Gia đình đầy ắp ni yêu thương, cháu con như một vườn hồng y ngát hương. Suốt đời con ghi nhớ công ơn, như Thái Sơn như mạch nước trong nguồn. Là gương sáng cho đàn con cháu y noi theo. Rượu thơm nâng ly con kính cha, rượu thơm nâng ly con kính mẹ, mạnh khỏe sống vui cùng con cháu, bách niên dài lão uy với sơn hà. Sống vui cùng con cháu bách niên dài lão ý với sơn hà. Ban tặng mẹ hiền cho con lòng luôn khá
khắc ghi ơn nghĩa sinh thái. Nhớ từng câu hát mẹ ru, lệ nhỏ khóe mắt tràn rơi, mẹ vẫn hát ru à ơi. Đông về sương lạnh mẹ ngồi ôm con, mẹ luôn chở che con những đêm dài, nướng từng củ sắn củ khoai, nhọc nhằn gian khổ mẹ nó, mẹ chỉ muốn con được ấm. Suốt đời bên